Ban chỉ đạo giải búa liềm vàng thành phố tổ chức chương trình tổng kết và trao giải búa liềm vàng thành phố năm 2020. Tuy chịu ảnh hưởng của hai đợt dịch COVID-19, song giải năm nay vẫn nhận được sự hưởng ứng, sôi nổi và tham gia tích cực của đội ngũ phóng viên, nhà báo trên địa bàn. Tại lễ trao giải, đồng chí Võ Công Chánh, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực, Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết, qua 4 lần tổ chức, giải búa liềm vàng thành phố Đà Nẵng đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng đảng. Với 45 tác phẩm tham gia dự thi, tăng 155% so với số lượng tác phẩm gửi dự thi năm 2019, Hội đồng xét chọn đã chọn ra 14 tác phẩm và 2 tập thể đoạt giải cấp thành phố. Đây đều là những tác phẩm chất lượng, có sự đầu tư cả về hình thức lẫn nội dung, phản ánh khá đầy đủ, sinh động và toàn diện về công tác xây dựng đảng của thành phố trên nhiều lĩnh vực, như triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 22, chủ trương chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng theo nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị, công tác bảo vệ an ninh biên giới, công tác tạo nguồn nhân lực ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội, công tác dân vận, gương điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng đảng và đặc biệt là vai trò của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 và quyết tâm khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch. Dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vinh dự nhận một giải A cho tập thể xuất sắc, một giải A cho tác phẩm Đảng bộ Đà Nẵng 90 năm thành lập xây dựng và phát triển, một giải B cho tác phẩm Đà Nẵng trên hành trình đi tới, 3 giải C cho các tác phẩm Đà Nẵng chống COVID-19 sức mạnh đồng thuận, tác phẩm Đảng bộ cảng Đà Nẵng trong nỗ lực thực hiện mục tiêu kép và tác phẩm Những mùa xuân ở lại, 3 giải khuyến khích cho các tác phẩm Vì Đà Nẵng không cô đơn, tác phẩm Ngành tuyên giáo thành phố Đà Nẵng 90 năm xây dựng và trưởng thành và tác phẩm Cải cách hành chính trong các cơ quan thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại lễ trao giải, trưởng ban tổ chức Thành ủy Võ Văn Thường đánh giá cao công tác tổ chức giải năm nay diễn ra nghiêm túc, bài bản với sự hưởng ứng của đội ngũ phóng viên, nhà báo trên địa bàn thông qua nhiều tác phẩm chất lượng tham dự giải, đồng thời bày tỏ mong muốn đội ngũ những người làm báo thành phố sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, phẩm chất, tiếp tục trau dồi không ngừng về kỹ năng nghiệp vụ, tiếp tục đóng góp tích cực vào công tác xây dựng đảng và sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.